Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục làm video tô màu để gửi tặng đến các bạn. Và sản phẩm mình muốn gửi đến các bạn là gì thì xin mời các bạn hãy đón xem video của mình. Và mình rất mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video để ủng hộ các bạn, để cho các bạn cùng xem. Và mình mong rằng các bạn hãy cho mình tiếp thêm động lực cho mình. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Chụp ảnh trong Facebook. Chụp ảnh gì? Chụp ảnh mặt. Bây giờ mình sẽ tiếp tục màu này các bạn. Filter. Wow, từ người ta là phải chỉnh ai không computer. Bây giờ bố mẹ mà biết dùng. Mẹ bảo mẹ qua chụp đi. Thôi, chả giá. Chụp phát rồi. Tao nhìn Quang nó chụp đấy biết chụp chân dung thì sao? Trời. Tao nhìn nó cứ nhìn đấy biết chụp chân dung. Nó không thích ta rồi, không thích chụp rồi. Chụp là chụp sáng như vậy. Chụp chân dung ơ, chụp chân dung mà nó kiểu nó mờ mờ làm sao ơ. Ừ, mình chụp chợ anh cay gì rồi. Chính yếu đấy là chụp. Ô, thì chính thôi, thì kệ. Chụp thì chụp chào giá các kiểu thôi chứ. Thế nếu thì mình thấy. Chụp vật cái chim này. Mình gọi là, rồi. Chụp, chụp, ấy, chụp thì ngắn. Thì, bây giờ, ảnh câu với tôi mổ. Nó chữ này phát chừng này. Nó là con bì. Cái đầu tiên đang cái điểm. Có như người xem. Gần 300. Tao ít bạn nhiều. Tao nhớ nhớ kết bạn nhiều. Đây. Mà tao nhớ kết bạn nhiều. Xin bạn. Bạn đi. Con mình. Chiều nay con được chơi rồi. Chiều nay à đâu vẫn hai tiết toán. Vẫn hai tiết toán đấy. À, tiết toán mi tiết gì? Đi à? Đi à? Đi có một tiết. Hóa. Hai tiết địa mà hay một tiết hóa. Một tiết địa rồi mai lại địa tiếp. Ừ, con hiểu này hai tiết hóa. Đâu công dân ấy. Không phải công dân vừa mới qua học xong yếu thứ hai đấy là hai tiên cái gì không sợ không phải sợ cũng có những cái sợ đâu mai mới có cái sợ mai hai sợ hai văn vẫn thiếu một tiết nữa đã bảo chỉ có trong một hai tiết hóa thôi không hóa là thứ chủ nhật. Chủ nhật một tiết, hôm nay một tiết. Có tiết gì? Vật lý học rồi. Sinh. Chị. Đúng. Chị em đi. Kia. Sinh hoạt cái gì mày à? Sinh hoạt tưởng cái gì hôi. Ít nghĩa có đéo phải môn gì à? Lúc lấy tiết sinh hoạt. Ê, nó kiếm bạn đi sử. Thế thì hôm nay chơi 3 tiết, 2 tiết học. 3 tiết học. 3 tiết chơi, 2 tiết học. Vậy là mình đã đi tô màu xong các bạn tính tô điểm đây cho mình xin một like đăng ký kênh chào tất cả các bạn rất nhiều. Ba đi chơi không bằng đúng này. Nhưng mà chơi thì không. Sướng à? Ba đi chơi nghe chưa hả? Lương. Đi tí về là cái video giờ đấy xem vợ. Vai rồi phải đi xem cái gì mà luôn cắt cái rồi. Thế. Rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
biết rồi. Thế lại sớm đi để đây nè. Ok. Thế kiểu đi đâu mà để về chưa? Có mà mấy mày có cái cuộn vi cuộn video không? Rồi. Mấy mày có cái cuộn video mà trong TikTok nó tự lướt rồi. Không biết mày có đâu. Không. Chắc phải. Vậy là mình nhớ thêm một xong nếu bạn nghe cho mình xin một lần đăng ký kênh, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.